Cơ sở là mong em xin được kính gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đam mê yêu thích lưu ong mật trên khắp mọi miền Tổ quốc. Em ngày hôm nay thì lại vừa đóng hàng xong, em làm một video để trả hàng cũng như là một video đăng tải lên trên kênh để giúp các bác là thợ nuôi ong mật có thể tham khảo các vật tư về ngành ong mật nội địa của em Lâm Ong trên kênh. Thì em Lâm Ong ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang, em gần bến xe Nhã Nam. Nếu các bác nào ở gần có thể đến trực tiếp xem hàng, mua hàng trực tiếp thì các bác cái thứ nhất là sẽ nhìn thấy hàng trực tiếp này, cái thứ hai là sẽ được giá tốt vì không mất ship, các bác tự chở nhé. Thế còn các bác khác tham khảo qua màn ảnh nhỏ thì các bác cần tư vấn gì liên hệ kết nối với em qua số điện thoại trên màn hình của video để được tư vấn kỹ hơn. Các bác cần xem hàng trực tiếp thì kết nối em sẽ gọi video cho các bác xem hàng trực tiếp luôn nhé các bác nhé. Đấy thì các bác không phải ngại ngùng gì cả. Các bác nào mà có hỏi về kỹ thuật nuôi ong, nếu là thợ mới thì em có thể tư vấn cho các bác được. Thế còn với các bác thợ nuôi ong lão làng thì em vẫn còn phải học hỏi thêm các bác là thợ lão làng các bác nhé. Đấy thì các bác cần về những cái chiếc thùng quay mật để nhân mùa quay mật mới này, hay là các bác cần về những cái chiếc chân tầng hay là cầu ong, mỏ hàn thì các bác có thể kết nối với em trong cái mùa nhân chia đàn, các bác ủng hộ em rất là nhiều này. Đây là những cái đơn hàng cầu lui đấy, và chân tầng các bác lấy rất là nhiều, toàn đơn 200 chân tầng một này. Đấy các bác thấy không, cả áo chống ong đốt, mũ chống đốt và thùng quay mật mà em gửi ở đây là có 3 chiếc thùng này thì là của 3 bác khách. Đấy, ở đúng là ở Bắc Trung Nam luôn các bác nhé. Chiếc thùng 2 cầu và 2 chiếc thùng 3 cầu. Inox toàn phần hàng Hàn tĩnh điện mẫu mới nhất của năm 2023 thì các bác ủng hộ em Lâm Ong rất là nhiều. Các bác nào cần về những cái vật tư về ngành ong thì cứ kết nối với em để được tư vấn kỹ hơn. Cả những cái chiếc thùng nuôi đây các bác thấy là ở trên màn hình này. Ở đây thì nhà em lô là toàn bộ bằng gỗ gạo hết các bác nhé. Gỗ gạo ngâm đã qua cái quá trình xử lý chống muối mọt cũng là phơi khô kiệt, đưa vào xưởng đóng thùng thì cho ra những chiếc thùng rất là đẹp và chắc chắn như thế này. Và bên em toàn bộ là đóng đinh tay hết các bác nhé. Đinh tay và hàng ở bên nhà em là bán liền tấm. Thực ra bây giờ cũng có rất là nhiều người bán, các bác tham khảo thì cũng lên tham khảo thật kỹ xem là hàng là bán liền hay bán ghép, gỗ là gỗ gì. Nếu cũng là hàng này mà ván nó mỏng hơn chẳng hạn thế thì nó sẽ rất là rẻ, hoặc là ván ghép đấy, gỗ tạp thì nó rất là rẻ thôi các bác. Còn hàng ở bên em đấy, hàng là tiền nào của lấy các bác nhé. Các bác mua cái gì cũng thế thôi. Còn khi các bác mua những cái chiếc thùng quay từ 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu thì bên em đều tặng quà cho các bác này. Cũng như là giá em báo các bác là đã bao ship, cũng như là cái thùng 4 cầu, 6 cầu thì bên em đã kèm cho các bác là một bộ chân. Nếu riêng cái thùng quay 6 cầu các bác nào lấy chân to thì đặt bên em có sản xuất cho các bác thì cái giá nó có chênh hơn với cái chân nhỏ một chút. Đấy thì một video em quay để trả hàng cho các bác, cũng là một video em giới thiệu cho các bác về cơ bản những cái vật tư về để cần thiết nuôi ong ấy, thì các bác có thể tham khảo qua video cũng như là kết nối với em qua số điện thoại trên màn hình video để được tư vấn kỹ hơn nhé. Video này xin phép kết thúc, được tạm dừng tại đây. Các bác nào cần về các cái vật tư ngành ong thì có thể liên hệ kết nối để được tư vấn kỹ hơn. Các bác xem video cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh, bật nút chuông và để lại bình luận để em có thể nắm bắt được phản hồi của các bác nhé. Cảm ơn các bác.